Chào mừng các em đến với bài học môn giáo dục thể chất. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề bài tập thể dục. Bài 5: Hoàn thiện bài thể dục. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động mở đầu. Bây giờ chúng ta cùng khởi động với cô nhé. Đầu tiên, hai tay chống hông, xoay đầu cổ. Xoay ngược lại. Xoay vai. Xoay ngược lại. Xoay khuỷu tay. Xoay ngược lại. Xoay cánh tay. Xoay ngược lại. Xoay hông. Xoay ngược lại. Xoay gối. Xoay ngược lại. Đánh chéo tay. Xoay cổ tay cổ chân. Đổi chân. Chạy tại chỗ. Chạy nâng đùi. Chạy đá chân. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoàn thiện bài thể dục. Các em xem lại tranh của 7 động tác đã học. Động tác vươn thở. Động tác tay. Động tác chân. Động tác vặn mình. Động tác bụng. Động tác phối hợp. Động tác điều hòa. Lưu ý một số sai lầm thường mắc ở động tác vươn thở. Lỗi: chưa kết hợp hít thở sâu khi thực hiện động tác. Cách sửa: tập từng nhịp kết hợp hít vào thở ra. Động tác tay. Lỗi: tay chưa chính xác về góc độ, dang ngang thấp hoặc cao hơn vai. Cách sửa:
Tập nhiều lần tư thế tay dang ngang, hai tay và vai cùng trên một đường thẳng. Một số sai lầm thường mắc ở động tác chân. Lỗi: học sinh thường khom lưng khi khuỵu gối. Cách sửa: tập nhiều lần tư thế giữ thẳng lưng, sau đó mới tập khuỵu gối. Sai lầm thường mắc ở động tác vặn mình. Lỗi: học sinh vặn mình thường xoay bàn chân theo hướng vặn. Cách sửa: tập nhiều lần tư thế của chân. Sai lầm thường mắc ở động tác bụng. Lỗi: học sinh khi cúi người thường hay co gối. Cách sửa: tập nhiều lần tư thế cúi người với chân giữ thẳng, sau đó mới cúi sâu. Sai lầm thường mắc ở động tác phối hợp. Lỗi: học sinh khi bước chân ra trước không dồn trọng tâm vào chân trước, chân sau hơi co gối. Cách sửa: tập chậm và sửa tư thế cho chính xác. Sai lầm thường mắc ở động tác điều hòa. Lỗi: học sinh thường không thả lỏng và hít thở. Cách sửa: tập nhiều lần tư thế hít thở theo động tác. Bước sang hoạt động tiếp theo là hoạt động luyện tập. Chúng ta cùng thực hiện bài thể dục. Động tác vươn thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 động tác cùng. 1 2 3 4 5 6 7 8 động tác phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hoạt động tiếp theo là hoạt động vận dụng. Các em hãy thực hiện các động tác này để tập luyện thể dục buổi sáng hàng ngày nhé. Giờ chúng ta cùng nhau thả lỏng. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện thả lỏng. Đầu tiên thả lỏng tay chân. Lắc tay, lắc chân. Thả lỏng toàn thân. Đứng lên ngồi xuống. Thơm.
đứng lên ngồi xuống. Rồi. Các em nhớ ôn lại bài thể dục ở nhà nhé. Chúc các em học tập thật vui.